Bí mật vị trí đặt bình nước đúng phong thủy giúp gia tăng tài lộc cho công ty. Hôm nay, Quảng Tòng Phong Thủy Kinh Doanh lại tiếp tục chia sẻ cho anh chị những thông tin bổ ích về việc chúng ta ứng dụng đặt cái bình nước giúp gia tăng tài lộc. Trong phong thủy, sơn thì quản nhân đinh, thủy quản tài. Chính vì vậy, việc ứng dụng thủy pháp có thể làm cho chúng ta gia tăng về tài lộc và cũng có thể làm cho chúng ta mất mát tài lộc. Để vận dụng cái yếu tố kích tài lộc, chúng ta nên biết cách để chúng ta đặt cái bình nước uống, đặt cái bình nước nóng lạnh. Ở công ty, thông thường phòng khách chúng ta thường có cái bình nước uống, vì vậy chúng ta nên ứng dụng. Quảng Tòng khuyên anh chị nên đặt ở bên trái từ trong nhìn ra. Tại sao? Tại vì bên trái thuộc về thanh long. Thanh long thì thuộc về cái yếu tố cát tường, may mắn và vui vẻ. Thanh long thì thuộc mộc. Chính vì vậy khi mà chúng ta đặt một cái bình nước thì thủy sẽ sinh mộc, điều đó sẽ làm cho thanh long vượng, làm cho cái khí trường, cái cát khí của cát tường, làm cho khí may mắn, vui vẻ nó sẽ lan tỏa khắp công ty. Chính vì vậy nó sẽ làm cho chúng ta được vui vẻ, được thuận lợi và được may mắn hơn trong công việc. Theo phong thủy thì hiện tại là chúng ta đang ở trong cái vận chính. Vì vậy việc ứng dụng kích tài lộc bằng thủy pháp, chúng ta nên có cái độ số chính xác của công ty, chính độ số hướng của công ty. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cách để ứng dụng. Thứ nhất là anh chị có thể đo đạc và comment cái độ số hướng của công ty thì Quảng Tòng sẽ tư vấn hữu duyên cho anh chị. Thứ hai là anh chị có thể mời một vị thầy mà anh chị quen biết và tin tưởng đến để đo đạc và hướng dẫn trực tiếp cho anh chị. Nếu anh chị cần tư vấn và hỗ trợ, hãy comment, Quảng Tòng sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị.